Dạ cảm ơn đại gia, xin bố thí. Mấy ngày nay tôi không có cơm ăn, bố thí đi đại gia. Cảm ơn đại gia. Trời, làm gì vậy? Muốn giật tiền hả? Lão gia, tôi làm gì giật tiền của bà? Đi đi. Làm gì dữ? Đó, coi nè, dùng nước giếng cũng phải đóng thuế. Không biết đây là triều đình gì nữa. Triều đình gì không biết nữa. Những vấn đề này, bộ triều đình đòi thu thuế nước giếng sao? Thì đó, đương kim hoàng thượng chẳng khác gì bọn cướp. Sao huynh có thể nói vậy? Tại sao không thể nói vậy? Gạo, muối, dầu, củi, thứ gì cũng phải đóng thuế. Giờ cả nước giếng cũng phải đóng thuế nữa. Triều đình này đã làm được gì? Và ông vua này đã làm được cái gì? Chỉ biết tăng cao thuế má. Tôi nghĩ đến sự sống chết của lão bá tánh hay không? Nếu để tôi gặp được tên hôn quân này, tôi chửi cho ổng một trận. Tôi nghe, tôi có biết người đang nói chuyện với ai không? Là vua tôi cũng mặc kệ. Tóm lại không đúng thì phải nói. Chú hai nói đúng không? Tôi còn nói nữa. Điều tôi nói là sự thật, có gì không đúng? Đúng rồi, bỏ đi. Đừng có gây. Chúng ta đi. Đan Nhi, con đi đâu vậy? Là mẹ tìm con khắp nơi. Thôi, đi về đi. Dừng nữa. Cái huynh đệ, cậu có nhiều bất mãn với triều đình đến vậy, sao còn phải đi thi cử? Bởi vì mẹ con bắt con đi thi. Từ trước đến nay mẹ con đều mong con thi đỗ công danh để cống hiến cho triều đình. Vì không muốn làm cho mẹ thất vọng nên con mới ráng đi thi thôi. Thật lòng không muốn làm quan chút nào hết. Có đứa con hiếu thảo với cậu, mẹ cậu thật là có phước. Có phước hay không thì con không biết, nhưng thật ra mẹ con rất là tốt. Cho nên vì báo hiếu cho mẹ, con cần phải hiếu thảo với mẹ nhiều hơn nữa. Nếu ta có đứa con như cậu thì tốt biết mấy. Bộ chú không có con hả? Có. Đang tiếc nó hư hỏng không thành tài. Không thành tài cũng không sao, quan trọng là không hại người khác. Nhưng mà dưỡng bất giáo phụ chi quá. Con của chú không thành tài, chú là cha, chú cũng phải có trách nhiệm chứ. Không thể đổ hết lỗi con chú hay là cho người khác gánh lấy. Xem ra ta phải về quản giáo con ta lại cho tốt. Tiểu huynh đệ, cậu còn trẻ vậy mà đã hiểu biết lý lẽ, chắc lệnh tôn giáo dục rất tốt. Lầm rồi. Vừa ra đời con đã mất cha. Do mẹ con nuôi con không lớn. Mẹ con còn dạy con làm người nghèo khổ cũng không sao, nhưng không thể hại người khác, mà còn phải là một người đường hoàng chân chính. Linh Thọ Đường thật là cao cả. À phải, nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên họ của cậu. Có họ Lăng, tên chỉ có chữ Đan. Lăng Đan. Ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Ta biết khoa cử này cậu nhất định thi đỗ. Đến chừng đó, ta mong cậu sau này có thể cống hiến sức lực cho triều đình, là một vị quan tốt. Nhưng nếu hoàng thượng vẫn vô dụng như vậy, dựa vào sức lực của mình con làm được gì chứ? Điều đó thì cậu yên tâm. Hoàng thượng không vô dụng như cậu tưởng tượng đâu. Chẳng qua người bị kẻ xấu khống chế. Nếu có người giúp hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ cai trị nước nhà rất tốt. Mẹ, người mà mẹ cứu về đây. Đi rồi, về phòng ngủ đi. Dương Nương, nàng đúng là Dương Nương. Ông nhận lầm người rồi. Ta không có nhận lầm người. Nàng là Dương Nương, nàng là hoàng hậu. Hoàng hậu đã bị hoàng thượng hạ lệnh chém đầu vào mười mấy năm trước. Thử hỏi làm sao bà sống lại được. Vào đây đi. Mẹ hả? Chuyện gì vậy mẹ? Thật ra người mẹ cứu về đây là ai? Sao mẹ không trả lời con? Ông gọi mẹ là dân nương đó. Bố ông quen mẹ hả? Nói bậy bạ, làm sao mà mẹ lại quen biết ổng chứ? Đâu có phải. Con nghe ông gọi mẹ là hoàng hậu. Rõ ràng ông gọi mẹ là hoàng hậu đó mẹ. Chuyện khoa thi cử sắp đến rồi, tốt nhất là bây giờ con đừng lo chuyện gì khác. Hãy cố gắng học thuộc bài vở để thi cho tốt, có biết không? Không phải đâu, rõ ràng con đừng nghe mà nhiều nữa. Mẹ sẽ trải giường cho con. Lát nữa học xong rồi đi ngủ ha. Ai đó? Dương Nương, là ta đi. Ở đây không có Dương Nương. Ông tìm lầm người rồi. Chàng đừng chối cãi nữa. Hoàng hậu, hôm nay không nói rõ ràng, trẫm sẽ không đi đâu. Nàng mở cửa đi. Tôi đã nói ở đây không có dân nương, cũng không có hoàng hậu. Ông đi đi. Nếu nàng không chịu mở cửa, trẫm sẽ quỳ ở đây cho đến khi nàng mở cửa. Hoàng thượng, ngài đứng lên đi. Hoàng hậu. Tôi không phải hoàng hậu. Hoàng hậu, nàng có biết mười mấy năm nay trẫm nhớ nàng lắm không? Hoàng hậu mà hoàng thượng thương nhớ đã chết lâu rồi. Hoàng hậu, ngài bỏ tay ra đi. Ông ở đây làm gì? Lạc Như, quốc trưởng. Thôi đi, tôi không còn là quốc trưởng nữa. Từ khi ông chém đầu của hoàng hậu, chúng tôi coi như là không quen biết ông. Giờ ông tỉnh lại rồi, đi khỏi đây ngay. Hoàng hậu, hoàng hậu. Ê, đi. Để đi. Hoàng hậu đâu chứ? Hoàng hậu bị ông chém đầu rồi. Hoàng hậu, đi. Không được. Lạc Nhân đại ca, tôi nhìn ông đã mười mấy năm rồi. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết tay, để lấy lại sự công bằng cho bé lớn. Phải rồi, ông không phải là người. Bé lớn đã vì đại tống của ông mà làm biết bao nhiêu chuyện, chịu biết bao cực khổ, vậy mà ông lại nói nó thông gian với kẻ khác. Thông gian nè. Dạ. Nếu như mọi người chịu tha thứ cho trẫm thì mọi người cứ đánh đi. Tha thứ cho ông, hả? Người xấu xa nhau, chết 10 lần cũng không bù đắp lại được. Khốn kiếp. Dạ, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Bỏ đi.